Ngọc thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Giám đốc Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) lên án việc giam cầm nhà báo Phạm Chí Dũng. Ngày 16 tháng 11, VOA tiếng Việt có bài: Giám đốc Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) tuyên bố ủng hộ nhà báo Phạm Chí Dũng. Theo đó, lãnh đạo cao nhất của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) vừa ra tuyên bố ủng hộ nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, một cộng tác viên của đài đồng thời lên án việc chính quyền Việt Nam giam cầm ông suốt gần 5 năm qua. Hình ảnh bài trên VOA. VOA dẫn lời ông Mike Abramovich, giám đốc VOA, nêu rõ trong một tuyên bố chính thức, VOA sát cánh cùng ông Phạm Chí Dũng, nhà báo Việt Nam và cộng tác viên của VOA và lên tiếng về việc giam cầm ông đầy bất công chỉ vì ông thực hiện quyền tự do ngôn luận. VOA cho hay, Ông Phạm Chí Dũng bị chính quyền Việt Nam bắt giam năm 2019 và đang thụ án 15 năm tù vì các bài viết của ông, trong đó có các bài gửi cho VOA tiếng Việt và vai trò của ông trong hội nhà báo độc lập Việt Nam. Tuyên bố của nhà lãnh đạo VOA được đưa ra sau kết luận hồi tháng trước của nhóm công tác của Liên hợp quốc về giam giữ tùy tiện, trong đó xác định rằng ông Dũng bị giam cầm bất hợp pháp vì thực hiện quyền tự do ngôn luận. Ngoài ra nhóm công tác này cũng kêu gọi trả tự do cho ông. VOA cũng cho hay ông Michael Aramovich, một nhà báo kỳ cựu và cựu chủ tịch của tổ chức phi chính phủ Freedom House đã chính thức được bổ nhiệm làm giám đốc của VOA sau buổi lễ tuyên thệ được tổ chức tại trụ sở của cơ quan truyền thông thuộc chính phủ Hoa Kỳ ở thủ đô Washington vào tháng 6 năm 2024 kể từ khi nhậm chức đến nay, ông Aramovic luôn nỗ lực vận động và kêu gọi trả tự do cho các nhà báo của VOA bị cầm tù và nhấn mạnh tầm quan trọng cũng như sức mạnh của tự do báo chí. VOA cũng cho biết, ông dũng sáng lập Hội nhà báo độc lập Việt Nam hồi năm 2014 đến ngày 21 tháng 11 năm 2019, ông bị nhà chức trách ở Sài Gòn bắt giam vì những bài viết mà ông chỉ trích tình trạng nhân quyền và tệ nạn tham nhũng của quan chức chính phủ. Hình ảnh nhà báo Phạm Chí Dũng VOA dẫn lời của bà Annie Nguyễn ở Hà Lan, một thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, phân tích việc anh Dũng bị bắt có 3 lý do chính. Các bài viết của anh đụng chạm đến rất nhiều người, nhiều tầng lớp, trong đó có những bài anh ấy gửi cho VOA. Anh là chủ tịch của một hội nhà báo, một hội nghề nghiệp trong khi Việt Nam không đồng ý cho tự do thành lập hội. Đó là điều khiến chính quyền Việt Nam không hài lòng. Sự trả thù của chính phủ Việt Nam đối với anh Dũng sau khi anh viết thư cho Liên Hiệp Châu Âu trước khi EU và Việt Nam phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA. VOA dẫn nhận xét của nhà báo Lê Trung Khoa, chủ bút trang thời báo .d ở Đức, nhận định rằng anh Dũng có những bài bình luận rất sắc sảo với những dẫn chứng rất cụ thể, thuyết phục trên báo chí tự do như Đại Tiếng Nói Hoa Kỳ. Anh có lối phân tích rất tốt về Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam trước khi bị bắt. Nhà cầm quyền Việt Nam dĩ nhiên là không muốn những điều đó được phơi bày trên trang công luận quốc tế, cho nên họ đã có những hành động trả thù và giam giữ anh một cách tùy tiện, với một bản án rất nặng và rất dài như vậy. Theo VOA, vụ bắt giữ ông Dũng diễn ra ngay sau khi ông đưa ra kiến nghị vào ngày 10 tháng 11 năm 2019. Trong kiến nghị này, với tư cách là Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập, ông Dũng kêu gọi các nhà lãnh đạo EU hoãn phê chuẩn hiệp định này cho đến khi Việt Nam cải thiện tình hình tự do báo chí và nhân quyền. Ngày 5 tháng 1 năm 2021, ông Dũng bị kết án 15 năm tù và 3 năm quản chế với tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Trước đó, vào năm 2012, ông cũng bị bắt với tội danh tương tự và bị giam tùy tiện trong 6 tháng mà không được xét xử. Lính bắt hàng tại Nga và tương lai cuộc chiến Ukraine Ngày 12 tháng 11, blog Ngô Nhân Dũng trên VOA tiếng Việt bình luận Kim Jong-un cho Putin thuê lính. Hình ảnh bài trên blog Ngô Nhân Dũng VOA tác giả cho rằng tập cận bình vẫn coi Kim Jong Un như một chư hầu, khi họ Kim gửi quân sang giúp Vladimir Putin đánh quân Ukraine chắc đã được tập ưng thuận, vì tập cũng không muốn Putin thất bại. Tác giả nhận xét, đây là một cơ hội cho Kim Jong Un chứng tỏ mình có thực lực. Ít nhất là 10.000 đến 12.000 quân Bắc Hàn đã được gửi qua Nga, hơn 3.000 đã tới Kursk và bắt đầu đụng trận. Tác giả dẫn lời And Chan yêu một trung úy Bắc Hàn đào ngủ qua Nam Hàn nói rằng binh sĩ Bắc Hàn được đi Nga chắc rất vui mừng. Đây là cơ hội cả đời mới có một lần bởi vì họ được trả lương cao hơn. Ở Bắc Hàn họ chỉ được lãnh khoảng 1 đô la Mỹ. Bây giờ Nga trả cho họ ước chừng 2.000 đô la Mỹ mỗi tháng. Chắc họ chỉ được hưởng từ 5 đến 10% số tiền đó, còn chính phủ Bắc Hàn sẽ thu hết. Nhưng 10 hay 20 đô la Mỹ mỗi tháng cũng là món tiền quá lớn đối với họ. Tác giả dẫn nhận định của ông Nam Soon-wook, một cựu sĩ quan tình báo Nam Hàn, nói rằng Kim Jong-un sẽ kiếm được hàng trăm triệu Mỹ Kim rút từ tiền lương của Putin trả cho lính Bắc Hàn. Tác giả dẫn ý kiến của Choi jun hun một cựu trung úy Bắc Hàn, rằng bộ đội Bắc Hàn sẽ rất hãnh diện khi được tuyển vào đoàn quân Viễn Chinh, bởi đây là lần đầu tiên họ được ra nước ngoài. Theo trung úy N, bộ đội từ Ukraine trở về sẽ được nâng điểm nếu xin gia nhập đảng, được cấp hộ khẩu ở Bình Nhưỡng dễ hơn, gia đình sẽ được hưởng các chế độ tốt hơn như chỉ tiêu gạo, thịt, đường. Đó là một giấc mơ của nhiều người Bắc Hàn. Nhưng tác giả cho biết, bộ đội Bắc Hàn qua Nga sẽ bị làm thịt bởi vì thiếu kinh nghiệm chiến trường, không quen với địa hình mới, chưa biết đến hình thái chiến tranh mới như vũ khí điện tử, máy bay không người lái, lại đối đầu với quân đội Ukraine thiện chiến, lính Bắc Hàn còn bị lính Nga kỳ thị, than phiền và gọi là bọn tàu với ý khinh thường. Nhưng Putin vẫn cần bộ đội của Kim Jong Un qua giúp để tránh không phải ra lệnh động viên lần thứ hai, bởi quân Nga đã thiệt hại 690.000 binh sĩ chết hoặc bị thương, hiện mỗi ngày mất khoảng 1.200 người. Tác giả dẫn nhận xét của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định bây giờ phải cầu viện quân đội của một chế độ đang bị cả thế giới khinh miệt, chứng tỏ ông ta đang gặp khó khăn bối rối như thế nào. Hình ảnh Tổng thống đắc cử Donald Trump của Mỹ sẽ tác động đến cuộc chiến Ukraine như thế nào? Theo tác giả, Trung Cộng có thể đã được báo trước và ngầm chấp nhận cuộc trao đổi giữa Putin và Kim. Trung Cộng và Bắc Hàn đã ký một hiệp ước quốc phòng hỗ tương và cộng tác năm 1961. Chế độ Bình Nhưỡng lệ thuộc vào Bắc Kinh, không thể nào thoát được. Hơn 90% nền ngoại thương của Bắc Hàn là mua bán với Trung Quốc, đặc biệt là thực phẩm và xăng dầu. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Cộng vẫn tuyên bố họ không biết gì về vụ lính Bắc Hàn được gửi qua Nga để tránh đụng chạm với các nước Tây Phương. Tập Cận Bình đang cố gắng phục hồi nền kinh tế trong nước và không thể can ngăn Kim Jong-un giúp Putin ở Ukraine. Cuối cùng, vẫn theo tác giả, Cuộc chiến Ukraine có thể sẽ chấm dứt sớm hơn, không cần chờ đến lúc bộ đội Bắc Hàn bị hy sinh hết, bởi ông Donald Trump từng tuyên bố ông có thể chấm dứt chiến tranh tại Ukraine và sẽ thực hiện điều đó chỉ trong 24 giờ. Trong tuần qua, ông đã điện thoại với tổng thống Volodymyr Zelensky có ông Elon Musk tham dự. Gần đây Musk đã điện thoại với Putin nhiều lần mỗi người có thể nói một câu cũng đủ khiến ông zelensky chấp nhận thương thuyết ngừng bắn với putin ông trump chỉ cần báo tin tiền viện trợ cho ukraine sẽ phải giảm vì chính phủ mỹ lo ngân sách khiếm hụt ông Musk chỉ cần ngỏ ý không biết còn cho quân đội ukraine sử dụng hệ thống viễn thông của ông nữa hay không tác giả kết luận các chú bộ đội bắc hàn sẽ được nghỉ ngơi hưởng chuyến xuất ngoại đầu tiên trong đời còn Kim Jong-un vẫn được Vladimir Putin trả tiền cho thuê lính. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo chấm D với bản tin Lính Bắc Hàn tại Nga và tương lai cuộc chiến Ukraine. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.